rừng vô sọc đời xa miền bông ôn dương khá chứ mà xịt mà xua vô sọc hình chứ vô sọc hình cho nó về dạng mạch à, mà nó mình cứu cắt vô sọc hay cho bàn cháu vô mùi đây à, xong một phải tổ phòng à, mà trong lượng bì hay là nôm vô sọc nông bụt sạch nó miền buồn phần này khá nó chưa vô sọc vì tới giờ vô sọc nó chia cô xâm hẹp màu chạy cho nào đây hay xâm hẹp ta ư hướng vịnh che tới từ hướng vịnh cho tới thì chúng ta từ su crew này bỏ vô sọc áo như chân tới chúng ta tới cô bỏ từ khá tới bỏ khá tới cô chạy bên đầu khá tới ấy khá tới chân là nó tham gia việc crew thân đây bởi dương chè bên đầu tam vô sọc nè hai đứa nó mới vô sọc muối được hơi thà thlọp chuột bị tháng ngày nâng ban chuột cho mùi nè nâng dây cho mùi nè nâng kịch hưởng nâng môn nâng kê nâng hãy đập về châu được không vô sọc tới cô xa rư rương nâng màu vinh màu anh nâng chìa rương thòm bà đá đấy nâng tam có buồn chất xa bẹt cái đấy tam buồn Phật sát sanh cái đấy đôi khi này rương đại dương thọ bàn thưa hỏi được có dương bàn chuột cho mũi bồ câu nâng hái đọc về dục tới của xa rư lương rương làng mình đôi chỗ họ đôi chia cô chẳng á vì si sao bị thằng ấy đọc về dục làng về tập bị yên về xa rư à, sao nâng màu vinh chẳng tới hay chỉ rương thọ bà đá thế nâng mình miền thảo hướng nâng về khỏi anh cho anh đây tí pí từ thiệt mình smile khnề đồ nè nè khá chư chẳng thế nè khá đau khluôn chẳng thế nè khá kinh scott đại scott chương chẳng thế hay dục lại tôi cũng khơi vô sọc màu đình cài đình sạch anh chẳng ta chẳng chỉ rừng thỏ mà đá đấy nâng đời xa cái điện cài dưỡng vừa mình bàn miền sọc phiệp ló có vẻ ai nó mọi miền vô sọc đài anh nâng về tệ tôn nâng sọc phiệp lời cài chỉ bị xe có ai nó mọi vô sọc đài chẳng kinh sầm ra ấy có bị ao riệp chồng cái này như bạn thầm thơ rẽ xa sọc phiệp đồ thông minh như bạn xa tới hay môn nâng kinh nâng cô riệp chồng chất cầm nịch nâng ở bạn xa lạc xa lông tới cùng kinh tăng mua mà cái đại hai nâng dưới vùng bởi vô sọc của vô sọc lo đại vùng mình sẽ vô sọc khơi những khó ở đây mối tiết hai đứa nó mới vô sọc đấy thì bấy lúc hai thả ạ mà nút bằng đà anh nâng ai ngay vì có buồn về chia xa một tịch đại xa dương mơ một khơi hay về chia xa nó cũng bạn nâng về tầm lại thật khó được cả trời hãy có cái mình hiện bạn để xa đây ưu thế họ thành nơi tia nâng miền dương hai thật tê và đa để thay ra xa nâng tia nâng phùm tê và đa rứt có như hai từ trên điện tia anh chẳng tới rứt có miền nẹ nà đại kỳ nơi bài nâng chị ạ mà nu chị màu chị ấy chẳng tới ai kia sẽ lãnh dương ai kia sẽ ọp dương bởi kia sẽ lãnh kia ai ở dù sọp khơi lo khơi ca khơi xuân khơi họ hà đà lừa mê khơi ấy chẳng tới bởi vì khuyên bật một cọt ấy tế về ai bật khá đai tịch tu chẳng tới tam đây là dương miền bồn để thả ao kịp hẹp thả rương nâng về cả làng chẳng tới cô kê ao khơi chẳng tới và nó cũng chưa biết về bộ về mình và có tê nông thôn nó cô lục prap đấy thả à mình lục bình đà nâng chia tê và đà chia màu gì chẳng tới kìa
còn đa là dương khơi đi khơi nô rồi coi vô sọc khơi chạy khơi cho anh chẳng tay bất kỳ sẽ lại dương cái ở dương vô sọc khơi lo chúng cá khi sọc dương miền không đồng rừng muối nó và để chia sẽ lại luộc mà ăn được nghe phải và tê và đá nó sọc luộc được nghe sọc luộc nâng từ tới vừa bạ cái rô như theo cái thở cho máu cái khơi lúa cái bạn nước nẹm mình chia xa lắm bạn màu cho bị lơ màu nên nó cũng côn cháu ấy chứ cái chồng cầm chặt luộc cháu cái ơi khi ta bị vô sọp luộc thả bởi chiếm bờ ngày tiết sau tìm quật rồi ơi luộc đấy nó khơi ta vô sọp khơi bởi chiếm sự quật bờ ngày tới bà bởi chiếm thả bởi chiếm nó phay cho ngọp cho ngủ thử bon bon sơn thử mấy ao tờ rùa vinh chẳng tờ à hôm bao ngày tới vùng slap nè vùng slap lên bị chi nó khăng luộc nó có chắp luộc giờ tới sầm lạp chào giờ anh nó ở đây sao chưa vô sọc bị nữa khổ thân đó gì vật tới luộc nè à nếu đó tập dừng thử bon thử tiền màu bị vọt bị va chỗ bọn phương bờ lo chạy tiền nè cây cro chạy sập hơi sa chạy ấy phương bờ lo nó tập lọp màu với những chun bọn nè tè nè bụng mặt đai chun bọn phải gì xóa mây con trai ấy chẳng tới hay chun bọn đó tê và đa để thay ra xa nơi tè nơi sập bài nâng phong thân á ở ăn mùa tình hiệp bọn bọc nhông xâm đại ca rộp an xa lạnh khá nè mình à bởi sân dương dây ở xuống tới ưu thuật bởi dương là bài tẹt này chứ dương là xa hỏi tới của kia xa hỏi màu dương rộp an kế của kia rộp an dương dương dây trật tự đã thay xa kế của kia thay xa dương dạng na ảm nụ nâng đầy dương mơm khơi như này là mình chưa nâng của mình chưa đó cho mà mình hiện bực khóng ấy và nâng khả nông tu sản khả nông một sản xuất cái đây bùn mạnh sản xuất cái đây nó cũng miền đây bắn cùng mình áo từ bưng po hồ bưng ai bon sơn áo kia hồ sọc mà áo dương nó mình nè à sau pre nó tê và đa nó cả tục đối tầm nụ đã gặp cả tục tầng từ bưng mình á mình tê và tụi tại chứ và ấn mà lựa đường đừng tí đấy cho và ấn cái lấy mưa luôn ấy ừ anh chết ngọt vậy chuyện ngọt nó đời xa hướng khơi hướng sầm bò luôn ấy nó cô sầm áp tới khó ai nó cô đôi mình sọ bò hay như liệt nó cô chanh màu đó cô nó khơi ô anh chật ngọt vai ai bữa anh ngọt tới bắt bong tầm này và anh ai nhái nâng thương mạch tế phải xlòn xlòm không nâng mẹn tê và đa tụi ta na tam phải tam đọc lửa đam chư ấy tế ở thế mẹn tê và đa tụi ta ấy bữa anh thông group grow nơi tham su chuẩn đi bí thấy hai đom đang bưng bị ná rốt một bưng prea đó bưng prea bằng này thô lực tất chất bình dù này nó tới slap nó là slap vụ đó là dụ ở khoản mấy bán phần slap liềm nâng có cao chìa bà anh vinh liềm từ bộ đồ và để màu cho mỗi nước mình đang đăng thà bà anh nâng slap không biết là pi nhẹ để đăng cư bà anh luôn ai nhẹ slap nâng mũi hay nâng pre sama sam put mũi đằng thằng và anh nâng slap chẳng đang mình nuôi thằng tệ và đang sợ tầm miên bị bắt miên pành nhà ha smoke smile nơi và anh nó cố chết luôn cái đam khi anh chẳng tới đây còn là cái miên cà rùa nơi nó với miên sọc trần dương dương cái mình hộp à hà ấy khỏe cả khoảng được dương cái rùa nơi dụ về dương dương chúng ta tệ và đang khác cứ còn lo tới chúng ta tiêu là khá tứ châu nè đi châu nè nút cạch tới đầm bay vô sầm này ao nè sọc nâng vô sầm này mà xài nước hồn ái của ru nâng là bọt này cái xài chẳng tờ nâng có miên chẳng tờ thì đa sầm mà tật thệ là o nâng có miên chui prap này nòm mà nước nát để miên cun là thôi là o nâng ao phẳng phương bờ là o thì đa khó nâng xong bì mình đu này là khỏe tới của tới tê và đá nó còn nơi là khỏe chẳng tự đại chẳng bày nâng mình đu mình đá nâng mùi hay từng tị bún lỗ hai thập bộ bẹn thì mật bộ bẹn thì mật nâng cái prạp môn miên mình đu
mà chấm nuôn tu để ai đăng rương môn ưu thì họ thà bình niên sẽ đệm hà mì gì chập miền bọt chăng à bà sật thọt mà chập bà đệ sinh thị chăng cô khơi chìa sát tầm rầy so ấy chăng màu chập bà đệ sinh thị thì mà đai sọc dương hòa ngay nâng nẹ côn màu chập bà đệ sinh thị nâng khơi như ấy chăng ta nâng thamám mình ai tự mình vừa bàn thà về rằng mà chê và này đôi nâng lục hai thầy chỉ bộc bẹn niệm mật ở Presma Samput môn nâng bỏ ông bàn tra đắng bỏ ông yêu sọp khuyên chọn lư sất là liềm mụ phnom liềm mụ vẫn chọn đó với mình phải lại sao ai à thần ấy miền này thà bỏ ông miền liệp ska rạ chờ nà bê tra đắng là nâng và này bỏ ông mình chọn chung bẹn nâng liệp ska rạ tăng ọt nâng này anh nâng còn tham gia trong tập lọc mà vinh thà hai đứa nó mới vô sọc nâng về miền buồn nâng về miền hướng để dương thật lọc chú về miền bộ cô để dương thật lọc chú bị môn máu hay dục láng của xa có xa nâng làng vinh thế nâng về mình anh miền ấy đấy nâng về còn là khu khu bà nâng về xa rư ai cái xa nó lọc mà vinh này ọt miền lọ ọt miền khó anh ấy với miền là rộng khán dưỡng đi bây dụng nên mình khổ bởi tiết phong hay anh ấy thiệt xa mà cái đi cân chương đại luôn chư ấy chân tớ hẹn prư hẹn ấy chân tớ cô nó mà dù sọp ấy chân tớ anh ấy có mình miền ấy bác bò là khó ấy đài vì là khó hướng sọc phép dương mình lọ đây chân tớ là dương thay xa sọc phép nâng ấy bàn lọ đây thế này ạ mình đùm đà là à cứ bởi cứ vô sọc khơi lõ tới của lõ đó bởi vô sọc khơi nhận khó đó của phía cháu tới cũng dơ được cắt lấy cháu đấy vô nôm tầng on the right drop mặt hay cũng dơ được xua với na đấy vô nôm một cái bao bà này dương cháu nó chờ tới cái bao bà này ngay vô sọc với vô sọc ấy thì ngư lắng với bạc ấy vô sọc nó vừa khuyên ấy dương chết ta vòm tình nào đã dù sọp màu ta màu về về là mấy chỗ dù sọp khuyên cái cặp đặt cổ nhau màu dù sọp khuyên nẹ đây nhóm sẽ lại nâng chạc nhau mấy hay hay chết là dù sọp với ngư lão với mình chạy ra với mình đặt cổ ra hay là chỉ dương chết ta spia giả rương nâng màu tạm luôn đó với cái đại hài mà ngay ở bây giờ chẳng thầy chẳng dù sọp hay bộ bệnh thì mất ní vậy nâng xùm mẹp tình nẹ để miệng bọn phù đê dường nắng cổ miên nhạc khá đai tì và đá ai prap ở môn đăng ấy chẳng đá bắt nó cũng áo chưa thằng srong bê hay cùng vô chìa mù là tham này ca viên tùm lại gì vật đăng rồi coi chìa mù là tham này ca chạy chá nào đây chẳng cùng cùng mình chìa bỏ đài chạm bạch là dường vô màu kết bị chà nà đó bình năng này chẳng hay ca vô sọp nấy tam cũng buồn vật chìa xác vì chìa rướng nó mà rùm khan cả đây lụa với nhé hai nó không phụ sát được cái niệm mình nước để miên cái lấy hay vô sọp mình nước để ở cái lấy lục lên vô sọp ấy để xem mà xem phụt ra là họ nói lục lên vô sọp ấy vô sọp nó vì còn là chỉ vô sọp thế với miên hướng ấy bên nó không thô phía xa phía xa thô phía chạy cái tên không thô lục hai sụp bệnh nặng mà nô thuyền rồi vì thầy miền này thà chật nắng vô sọp hay à rõm nó không nắng vì ọt bất ọt bất ọt ấy tê hay xa mẹ ta mình nước miên cái lấy dương đôi dương hòa khi này để mình nước để ở cái này kia mình vô sọc đôi dương nghe chẳng bờ vô sọc lõ của hay bởi dương chọn bàn này chặt chẽ kia những bàn lụa sru ở sau mình vô sọc hay bởi vô sọc lõ đó là dương xa chim ra ơn mê ta chất cùng mùa mai cái đại cả hai cùng một bài chất cùng một smile một nâng kỳ nâng còn nực lực đó quân mẹ đà bệ đà cụ ốp chia dê cha thoải mô cùng bà rọt tân trai sai mẹ ta ta xôm sai mẹ ta ở khuôn anh muốn ấy bởi nó không thó mẹ ta phê vấn đề hàng sọc cái tàu hào mỹ nật tục hào xôm mẹ khi nhóm bán sọc rụi phót bị tục như thế này hay sai mẹ ta chật nâng đo sọc sạp tặng ạ nâng yên kênh ta lụa xuống vì mình xùm mềm xùm mềm mình xùm mốc xùm mềm xùm mềm ภาษาพิจารณาเรื่องสายเมตตาติดเจ้าเมตตาเพียรวันนี้ภาษาโทนะเบอร์ภาษายังสมัย
មានន័យថាចម្រើនភាពតិចតិជុំចម្រើនសេចក្តីស្រឡាញ់ការចម្រើនហ្នឹងខ្លីទេពាក្យហ្នឹងអហង្គសុខខិតោហោមិនិតតោនេះតោនិតទុក្ខោអហង្គសុខិតោហោមិនិតទុក្ខោមានន័យថាសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខសូមឲ្យខ្ញុំបានសុខរួចផុតពីទុក្ខតិចស្ងប់ស្រាលក្នុងចិត្តនឹងតែមិនស្មុគស្មាញទេអញ្ចឹងយើងផ្សាយមេត្តាឲ្យខ្លួនឯងហើយផ្សាយមេត្តាដល់សពសត្វទាំងអស់សូមឲ្យសពសត្វទាំងអស់មានសេចក្តីសុខរួចផុតពីទុក្ខអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងយើងនឹងតិចយើងខ្លាយជាមនុស្សទឹកហើយអ្នកដែលជុំវិញខ្លួនមកប្រស្រ័យទឹកនឹងក៏បានតិចដែរអញ្ចឹងគេទៅក៏លក់ស្រួលវាយល់សពវាយល់សពល្អបើងើបវិញក៏ស្រឡះស្រលំអត់ទីងធូងគេវាស្កប់ហើយបើសម្បុលវិញវាស្អាតមុខវិញញឹមក៏វាស្រស់ហើយបើមនុស្សក៏វាស្រឡាញ់គេចូលចិត្តហើយបើទេវតាក៏ថែរក្សាឲ្យខ្មោចក៏តាមដែរខ្មោចតាមហ្នឹងតាមជួយមើលថែរក្សាយើងឲ្យសារយើងជាមនុស្សល្អមានចិត្តត្រជាក់ហ្នឹងទេអញ្ចឹងអានហ្នឹងគេហៅអានិសង្សនៃការចម្រើនសេចក្តីស្រឡាញ់ចម្រើនមេត្តាហ្នឹងអញ្ចឹងអាគាត់ណាចូលរួមប៉ុណ្្នឹងទេថាបើយល់សពយល់សពអីក៏យល់សពទៅល្អក៏ល្អទៅអាក្រក់ក៏អាក្រក់ទៅហើយភ្លេចទៅហើយងើបឡើងធ្វើការធ្វើងារទៅកុំរវល់រឿងចាក់ឆ្នោតកុំរវល់រឿងគិតថាយល់សពអាក្រក់យល់សពល្អវាចប់បាត់ហើយល្អក៏ដោយទៅរត់ថាប្តីពុនឈ្លោះគ្នាអញ្ចឹងពេលខឹងមកផ្លែតហ្នឹងសម្ដែងចិត្តលែងវាឈលហួសបាត់ហើយអញ្ចឹងបានណាកុំឲ្យកំហឹងហ្នឹងធ្វើជាម្ចាស់យើងត្រូវធ្វើជាម្ចាស់នៃកំហឹងនឹងវិញហើយមនុស្សយើងតើកាលណាយើងរក្សាចិត្តបានអ្នកដតីជុំវិញខ្លួននឹងសំណុកនិយាយគ្នាទេបើយើងជាមនុស្សនឹងណោជាមនុស្សនឹងថឹងជាមនុស្សមានការគ្រប់គ្រងខ្លួនឯងបានល្អហ្នឹងអ្នកដតីជុំវិញខ្លួនគេស្រឡាញ់គេចូលចិត្តគេរីករាយហើយបើទុកជានៅនឹងខាងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាមួយយើងក៏ដោយប៉ុន្តែថាយើងអាចរក្សាចិត្តបានថ្ងៃក្រោយយើងអាចនិយាយបានមិនមែនថាមិនឲ្យតបតទេរឿងតបតរឿងនិយាយបញ្យលហេតុផលវិញនិយាយចុះប៉ុន្តែឆែកមើលបេះដូងខ្លួនឯងសិនថាតើយើងវាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយដែរអត់ទេបើថាមួម៉ៅក្តៅក្រហាយទេកុំអាចតបតភ្លាមអីចាំពេលក្រោយតិចចិត្តចាំនិយាយបញ្យលហេតុផលក៏មិនហួសពេលដែរអាការនិយាយទាំងកំហឹងឬថាគេសំឡេងវលីម50ហើយយើងចង់ឈ្នះគេយើងតម្លើងសំឡេងវលីម60ឬក៏100ទៅអាហ្នឹងវាឧទាហរណ៍ឧបមាដូចជាបាចលិមួកដាក់គ្នាអញ្ចឹងណាគេបាចលិមួកដាក់យើងហើយយើងខឹងគេយើងចាប់លិមួកបាចដាក់គេវិញអញ្ចឹងអ្នកខឹងទៅខឹងមកហ្នឹងវាស្មើនឹងអង្គុយហូបភ្លើងក្នុងតុកជាមួយគ្នារួមតុកណាហើយបើនិយាយពីគប់លិមួកវិញគប់គ្នាទៅវិញទៅមកប៉ុន្តែផ្ទុយទៅវិញបើខឹងជាមួយអ្នកដែលមិនខឹងអាហ្នឹងអ្នកខឹងនឹងទោសធ្ងន់ណាស់ឧទាជាគេទេគេធ្វើនៅមុខនឹងមុខស្មើមុខល្អរក្សាចិត្តបានអាអ្នកខឹងនឹងឯងមានទោសធ្ងន់វាឧបមាដូចជាបាច់អង្កាមបិច្រាស់ខ្យល់អញ្ចឹងអាអង្កាមហ្នឹងវាធ្លាក់មកលើខ្លួនយើងវិញយើងមើលទៅថាអ្នកខ្លះខឹងប្តីអញ្ចឹងដល់ខឹងប្តីជេរប្រើទៅដល់ប្តីមិនតវិញវាពិបាកចិត្តទៅខ្លួនឯងហ្នឹងអញ្ចឹងមិនមែនន័យថាអ្នកមិនខឹងតបអ្នកមិនជេរតបហ្នឹងអត់ទេអ្នកដែលមិនជេរតបហើយអ្នកដែលអាចរក្សាចិត្តបានហើយឆ្លើយតបនៅពេលដែលចិត្តយើងត្រជាក់ហើយរកវិធីសាស្ត្រនិយាយឲ្យបានល្អជាងពេលខឹងអាហ្នឹងជាមនុស្សខ្លាំងជាមនុស្សពូកែហ្មងអញ្ចឹងបានព្រះអង្គសម្ដែងឈ្នះមនុស្សខឹងដោយមិនខឹងតបប៉ិនក៏មិនមែនបានន័យថាយើងឲ្យគេជន់រហូតដែរយើងរក្សាចិត្តឲ្យបានមានពេលឱកាសល្អនិយាយពន្យល់ហេតុផលយើងឈ្នះតំបងគឺឈ្នះចិត្តខ្លួនយើងហើយយើងឈ្នះទី2គឺថាយើងអាចឈ្នះដោយការពន្យល់ហេតុផលដល់អ្នកដតីទី2អង្គសម្ដែងពីរឿងឈ្នះអ្នកដតី
ឈ្នះអ្នកកំណាញ់ដោយការឲ្យញើញយឧបមាថានឹងម្ដាយចេះចែកម្លែកដល់អ្នកណាអ្នកណីយើងអីទិញទួយទិញអីមកកັບគេហូបតែម្នាក់ឯងចឹងតែព្រះអង្គសម្ដែងថាឧទាហរណ៍បើយើងទៅណាមកណីចុះទៅកំពង់សោមទៅទិញស្អីទិញតិចរបស់គេលេងអីចឹងយកមកផ្ញើទៅទៅអង្គរវត្តទៅទិញស្អីតិចមកផ្ញើចឹងទៅយកឲ្យអ្នកនឹងយូរយូរទៅអ្នកនឹងវាអៀនមានស្អីអៀនខ្មាស់ដែរមានស្អីអៀនខ្មាស់ចឹងទៅថ្ងៃក្រោយនឹកឃើញដល់គេទិញមកផ្ញើអញទៅរហូតទៅអញអត់មានដែរផ្ញើអីឲ្យគេតិចសោះតែអញ្ចឹងវាបង្រៀនចិត្តអ្នកនោះឲ្យអ្នកនឹងចង់ធ្វើទៀនដែរនឹកឃើញតែគេធ្លាប់ឲ្យអញអញ្ចឹងអញក៏ចង់ឲ្យគេបន្តិចទៅដែរអញ្ចឹងអានឹងឈ្នះមនុស្សកំណាញ់ដោយការឲ្យញយមិនគុំទៅនិយាយដើមគេគុំទៅនិយាយឌឺដងគេគុំនិយាយបិឈឺគេអានឹងវាអត់បានកាយទេវាបានតែគេក្តៅក្រហាយគេខឹងយើងឯងបើចង់ឲ្យមនុស្សនឹងចេះធ្វើទៀនវិញតើយើងនឹងចេះហុចទៅយូរយូរទៅយើងអាចឈ្នះចិត្តនឹងបានឈ្នះចិត្តត្រង់ថាយើងឲ្យអ្នកនឹងអាចចេះធ្វើទៀនត្រឡប់មកយើងវិញនឹងមួយឈ្នះអ្នកកំណាញ់ដោយការឲ្យញយញយទៅហុចទៅទិញទឹកសុទ្ធម្ដបឲ្យទៅទិញបាយមួយកញ្ចប់ឲ្យទៅទៅឯណារតនគិរីមានស្អីទិញឲ្យបន្តិចទៅយូរយូរទៅអ្នកនឹងអៀនខ្មាស់គង់ទិញអីមកឲ្យយើងវិញយើងមិនចង់បានអីពីអ្នកនឹងទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាចង់ឲ្យអ្នកនឹងចេះគិតថាគួរតែចេះចែកម្លែកចឹងណាហើយមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងឈ្នះមនុស្សនិយាយលេះឡោះភូតកុហកដោយការពោលពាក្យពិតអានឹងសំខាន់មែនតើយើងកុំគិតថាគេកុហកហើយយើងកុហកដើម្បីឈ្នះគេអានឹងមិនប្រកែកទេឧទាហរណ៍នឹងនិយាយបោកប្រាស់កុហកគេហើយកុហកទាំងយើងទៀតហើយយើងខឹងមួមកក្តៅខាយយើងកុហកអ្នកនឹងកុហកទៅអ្នកដតីទៀតអានឹងយើងនឹងក៏បាត់បើភាសាហ្នឹងគេហៅបាត់ credit បាត់ credit ហ្នឹងគេលែងជឿគេលែងទុកចិត្តបើនៅសហរដ្ឋអាមេរិកតែអត់ credit ហ្នឹងទៅខ្ចីលុយគេមិនបានទេអត់ credit ហ្នឹងមានន័យថាម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងហើយពាក្យពិតសម្ដីថាមិនអញ្ចឹងបើទៅថាបើនៅអាមេរិកបើខ្ចីលុយគេក៏បានការប្រាក់តិចទេអ្នកដែលដូចថាបង់ការប្រាក់ហ្នឹងក៏តិចដែរអ្នកដែលមាន credit ល្អហ្នឹងបើទៅទិញ insurance land ក៏ insurance land ហ្នឹងថោកដែរដោយសារជាមនុស្សមាន credit ល្អយ៉ាងណាក្នុងសង្គមយើងហ្នឹងខ្ញុំកណាធ្លាប់ជួបអ្នករ៉ូស៊ីគេប្រាប់ថាបើចង់រ៉ូស៊ីយូរអង្វែងកុំបោកប្រាស់គ្នាអ្នកដែលធ្វើការងារក្រុមហ៊ុនធំធំចូលរួមគ្នាហ្នឹងចូលហ៊ុនគ្នាហ្នឹងគេថាបើរ៉ូស៊ីបោកប្រាស់គ្នារ៉ូអត់បានយូរទេมันតិចឆ្លោះគ្នាបែកគ្នាហើយដួលលេះក្រុមហ៊ុនហ្នឹងអញ្ចឹងគាត់ប្រាប់ថាមួយបើចង់រស់ស៊ីយូរអង្វែងក្នុងទីផ្សារគាត់ថាឲ្យចេះស្មោះត្រង់ជាមួយគ្នាទៅវិញទៅមកជាពិសេសភាគីហ្នឹងអញ្ចឹងបានពពុទ្ធសម្ដែងព្រះអង្គសម្ដែងថាយកឈ្នះមនុស្សលេះឡោះហ្នឹងដោយការពូលពាក្យពិតម៉ាត់ណាម៉ាត់ហ្នឹងមិនទៅប្រកែកបណ្ណាំងប្រជែងយកឈ្នះជេរបន្តិចផ្ដាសាអ្នកនឹងនេះអត់ទេគឺថាអ្វីជាការពិតនិយាយខុសទទួលថាខុសត្រូវទទួលថាត្រូវអាហ្នឹងប្រកែអាហ្នឹងខ្លាំងណាស់ហ្នឹងមួយទៀតព្រះអង្គសម្ដែងពីរឿងឈ្នះមនុស្សអាក្រក់ដោយអំពើល្អអាហ្នឹងពិបាកមែនទែនដោយសារមនុស្សអាក្រក់ធ្វើបាបហើយដល់តែពេលយើងមិនមានអីតបតឲ្យគេធ្វើបាបរហូតទៅអាហ្នឹងមិនអញ្ចឹងទេព្រះអង្គសម្ដែងថាព្រះអង្គសម្ដែងថាឲ្យឈ្នះមនុស្សអាក្រក់ហ្នឹងដោយអំពើល្អដោយទឹកចិត្តល្អរបស់យើងឧទាហរណ៍ទៅដូចជាឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនោះដូចជាមហាថមកានឌីចាគាត់ជនជាតិអង់គ្លេសធ្វើបាបគាត់ជិះជាន់ប្រទេសគាត់ហើយធ្វើឲ្យប្រទេសជាតិនឹងក្រមអាណានិគមរបស់អង់គ្លេសនឹង500ឆ្នាំនោះធ្វើបាបគាត់ណាប៉ុន្តែគាត់គិតថាការប្រើអំពើហិង្សាទៅលើជនជាតិអង់គ្លេសវិញនឹងមិនបានលទ្ធផលទេពីព្រោះវាមានតែធ្វើឲ្យស្លាប់ប្រជាជននៅប្រទេសអង់គ្លេសនឹងទេអញ្ចឹងបានជាគាត់បង្កើតទ្រឹស្ដីមួយគឺការមិនប្រើអំពើហិង្សាប៉ុន្តែគាត់នៅតែតវ៉ាជាមួយនឹង
អាណានិគមអង់គ្លេសអញ្ចឹងជាលទ្ធផលចុងក្រោយគាត់អប់រំប្រជាជនគាត់បានក៏ឲ្យចូលរួមក្នុងសកម្មភាពរបស់គាត់គឺការយកឈ្នះមនុស្សអាក្រក់ឬយើងហៅថាពួកអាណានិគមអង់គ្លេសហ្នឹងដោយការអំពើហិង្សានិងបញ្ញារបស់គាត់ហ្នឹងអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាបើអ្នកនៅក្បែរយើងនឹងជេរយើងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយជាមនុស្សខឹងច្រឡោតអញ្ចឹងហើយបើយើងទៅខឹងច្រឡោតជេរជាមួយគេវិញអាហ្នឹងវាស្មើគ្នាទេវាមិនខុសគ្នាប្រមាណទេបើខ្ញុំកណាសមភាពធ្លាប់ជួបអ្នកប្រាជ្ញគេថាឧទាហរណ៍ទៅបើចោលហ្នឹងវាទៅលួចអីវ៉ាន់គេហើយហើយថាវាអក្រក់ហើយវាល្ងងវាឆោតវាអត់ចេះវាមិនបានរៀនសូត្រវាដើរធ្វើចោលដល់ពេលយើងទៅចាប់ចោលហ្នឹងហើយយើងមកវាយទាត់ធាក់ហើយជួនកាលរហូតដល់សម្លាប់ចោលហ្នឹងទៅទៀតអាហ្នឹងយើងហ្នឹងវាសឹងទាំងបង្ហែលប្រហែលនឹងចោលខ្ញុំកណាសមភាពលើកមកនេះមិនមែនមានន័យថាគ្រប់គ្រងចោលទេណាប៉ិនគាត់ថាបើនិយាយពីសកម្មភាពគ្នាទៅលួចហ្នឹងវាខុសទៅហើយប៉ុន្តែយើងយកដៃទៅសម្លាប់មនុស្សហ្នឹងក៏វាខុសដែរអញ្ចឹងតើវាមានវិធីសាស្ត្រណាដែលអាចធ្វើឲ្យមនុស្សហ្នឹងក្លាយទៅជាមនុស្សល្អនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាព្រះអង្គក៏សម្ដែងតែតកតងរឿងថាកុំឲ្យមានចោលធ្វើឲ្យមានមនុស្សមានការងារធ្វើទៅអ្នកដែលកសិករហ្នឹងប្រគល់ដីប្រគល់ក្របឲ្យធ្វើស្រែទៅអ្នក business ហ្នឹងប្រគល់លុយប្រគល់កាក់ឲ្យដើម្បីធ្វើកិច្ចការងារ business ហ្នឹងឲ្យបានទៅឲ្យមនុស្សអត់ការងារធ្វើឲ្យមានការងារធ្វើទៅដល់មនុស្សរវល់ទៅវាមិនសូវធ្វើអក្រក់ទេវារវល់តែធ្វើការងារនោះទៅអញ្ចឹងជាសរុបមកវិញគឺព្រះអង្គសម្ដែងទៅឈ្នះមនុស្សខឹងដោយមិនឈ្នះអ្នកខឹងដោយមិនខឹងតការរក្សាចិត្តបានហ្នឹងទ្រាំបានហ្នឹងមិនមែនថាយើងអន់ទេទ្រាំបានហ្នឹងមានន័យថាយើងដំបូងគឺយើងឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងយើងមិនជេរបន្តិចប្រសានឹងឈ្នះមួយណាហើយឈ្នះទី2គឺថាឈ្នះមនុស្សកំណាញ់ដោយកោយទៀនឃើញគេកំណាញ់ចឹងកុំអញហើយណឲ្យអញមកឲ្យវិញអាហ្នឹងមិនល្អទេព្រោះយើងរៀនលះបង់ទៅពង្រៀនគេឲ្យចេះលះបង់ដែរហើយឈ្នះទី3ព្រះអង្គសម្ដែងថាឈ្នះអ្នកដែលលះឡោះដោយការពូពាក្យបិទទូតកុហកបោកប្រាស់គេបោកបានម្ដងពីរដងថ្ងៃក្រោយគេលែងជឿប៉ុន្តែអ្នកដែលរក្សាសច្ចភាពបានគេមើលដូចពាក្យរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធចុះឬពាក្យរបស់អ្នកប្រាជ្ញធំធំដូចសូក្រាតអារីស្តូតអីចឹងចុះពាក្យរបស់គាត់នឹងគាត់មិនមានអំណាចពុទ្ធគ្មានអំណាចឯណានឹងតបឯណានឹងដាក់បទបញ្ជាថាត្រូវចាំពាក្យព្រះអង្គឲ្យបានរាប់ពាន់ឆ្នាំទេមានទេប៉ុន្តែមនុស្សនៅតែចាំពាក្យពេចន៍សម្ដីពីព្រោះហេតុអីពីព្រោះមានខ្លឹមសារពីព្រោះជាពាក្យពិតហើយពីព្រោះជាពាក្យមានប្រយោជន៍ចឹងអ្នកដែលភូតកុហកហ្នឹងត្បិតថាអាចភូតកុហកបានមួយរយៈពេលតូចមែនប៉ុន្តែមិនអាចភូតកុហកក្នុងរយៈពេលយូរបានទេហើយពាក្យពេចនឹងមិនមានតម្លៃទេគេស្អប់គេខ្ពើមទៅពេលគេដឹងហើយឈ្នះទី3នោះព្រះអង្គសម្ដែងឈ្នះមនុស្សអាក្រក់ដោយអំពើល្អត្រូវរួបរួមសាមគ្គីសាងអំពើល្អនឹងកុំឲ្យអាធាតអាក្រក់នឹងវាដឹកនាំសង្គមទៅធ្វើឲ្យយើងនឹងឧទាហរណ៍ថាគេធ្វើខុសហើយដល់ពេលយើងខឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយយើងជេរបន្តិចគេអានឹងវាអត់មានអត់មានទៅរួចភ្លើងវាមានតែអុចភ្លើងថែវាមានតែដាក់អុសថែមតែអញ្ចឹងយើងកាន់តែមានគ្រោះថ្នាក់គេជេរបន្តិចផ្ដាសាយមកយើងហើយស្រាប់តែយើងជេរបន្តិចផ្ដាសាទៅគេវាស្មើគ្នាវាអត់មានបើនិយាយពីរឿងពីសងលេស positive negative អត់មានដកចេញខ្លះទេវាមានតែបូកចូលបន្ថែមអាដល់អញ្ចឹងវាអត់មានអាចកែប្រែស្ថានការណ៍ឯបានទេវាតលថាបើមួយខឹងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយឬថាប្តីមួម៉ៅក្តៅក្រហាយវាតលប្រពន្ធនឹងចេះអត់ធន់បើថាប្រពន្ធនឹងមួម៉ៅជេរតលប្តីនឹងចេះអត់ធន់អានឹងទើបអាចរស់នៅបានសុខក្នុងសង្គមនឹងក៏អញ្ចឹងដែរបើថាក្រុមណាមិនសូវល្អតលតែមានក្រុមមួយទៀតនឹងអាចទប់ឲ្យអំពើអាក្រក់នឹងវាទៀបមកមិនមែនទៅជេរបន្តិចរសាអំពើអាក្រក់នឹងទេវាតលតែយើងនឹងប្រឹងធ្វើល្អរក្សាខ្លួនឲ្យបាននឹងនោះ